Rịa Vũng Tàu có 5 trên 8 huyện, thành phố có biển. Vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu được thiên nhiên ban tặng nhiều loại hải sản, trong đó có con ruốc chất lượng cao. Từ bao đời nay, người dân Bà Rịa Vũng Tàu đã sử dụng con ruốc để làm mắm và trở nên nổi danh nhờ nghề mắm ruốc. Và mắm ruốc đã trở thành một sản phẩm không thể thiếu khi đến với vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu. Không chỉ sản xuất bằng cái tình, người sản xuất mắm ruốc còn lấy tiêu chuẩn chất lượng và an toàn lên hàng đầu. Và bản tin nông nghiệp xanh sản phẩm sạch kỳ này, tôi mời quý vị cùng đến với một cơ sở sản xuất mắm ruốc truyền thống của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mắm ruốc Bà Ba. Để có được những cái hũ mắm mà thơm ngon như thế này thì chắc là cái khâu nguyên liệu của mình chọn rất là kỹ. Vậy thì không biết là đối với cơ sở của mình thì cái việc chọn nguyên liệu như thế nào cô? Cái con ruốc mà muốn ngon á thì phải là con ruốc tươi. Con ruốc tươi mà nó thường thường thí dụ như mà người ta gọi là trúng ruốc đó, là cái đúng cái mùa vụ của nó, thì thường thường như ở mình đây là cái mùa nam, là cái mùa ruốc. Là thường thường là khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8. Vậy thì để mà ra những cái mắm thành phẩm như thế này nè, thì mình phải trải qua những cái công đoạn gì ạ? Công đoạn nhiều con, nó công đoạn nhiều. Con ruốc tươi là con về người ta phải ướp muối. Ướp muối xong cho nó tan muối, người ta phải phơi. Phơi xong bắt đầu mới xay. Xay xong xuôi rồi bắt đầu mới ủ. Ủ đến thời gian mà nó chín mắm xong rồi bắt đầu mới đem ra. Rồi mới xay lại nữa, rồi mới trộn gia vị. Rồi xong xuôi rồi bắt đầu mới thành một cái thau mắm gì, nó nhiều khi cũng 3-4 tháng hoặc 5 tháng thì tùy theo cái con ruốc. Cứ nghĩ là mình sẽ ủ ruốc rồi sẽ thành ra được những cái hũ mắm, nhưng mà không ngờ là cái công đoạn của nó là trải qua rất là nhiều, mà thậm chí đến cả 5-6 tháng cô nha. Dạ. Như nãy giờ cô chia sẻ thì để mà làm được một cái hũ mắm ruốc như thế này thì mình trải qua rất là nhiều công đoạn. Thì con muốn hỏi là nếu như mà nói về cái tiêu chí mà sạch với an toàn á, thì làm thế nào để mình khẳng định được là nó sạch với an toàn ạ? Nguyên liệu vào của mình thì nó phải đảm bảo chất lượng con. Là con ruốc nó phải sạch, phải đẹp. Rồi cái nguồn muối của mình nữa, muối phải sạch. Rồi hai cái đều sạch thì cái chất lượng nó sẽ tốt. Cái khâu vệ sinh của mình phải đứng đầu. Tất cả các anh chị em ở đây đều phải có một cái tư tưởng là khâu vệ sinh phải sạch, thật sạch. Cho mọi người đều có một cái ý thức trong cái công việc của mình. Ví dụ như con thấy ở đây nè, là của cô, đặc biệt ở chỗ cô làm nghề mắm, nhưng mà con thấy nó không có ruồi. Hiện nay ở trên thị trường thì có rất là nhiều loại mắm ruốc. Như vậy thì nếu là người tiêu dùng thì khi ra chợ mua thì không biết lựa chọn như thế nào để mà có được một cái hũ mắm rất là ngon ạ? Cái thứ nhất là mình phải tìm hiểu cái nguồn gốc rõ ràng, cái hạn sử dụng coi cái đá. Cái thứ ba nữa là thí dụ muốn cái chất lượng nó ngon hay không thì con cứ gỡ cái hũ mắm nó ra và con hửi. Thì thí dụ một cái hũ mắm nó ngon thì nó sẽ có cái mùi đặc trưng, và kế đến là cái vị. Nó có cái vị dịu ngọt và có cái mùi thơm. Cái màu sắc thì thường thường là cái, nếu mà con ruốc mà có cái nguyên liệu đầu vào mà nó tốt quá thì nó sẽ có cái màu đỏ tự nhiên. Mắm như thế này thì mới vừa đóng gói á, thì nó sẽ có cái màu đỏ, nhưng mà con để khoảng chừng tuần lễ 10 ngày thì nó sẽ bị oxy hóa, nó có một cái màu đen ở trên. Nhưng mà nếu mà thấy màu đen vậy cũng không có gì mình phải sợ. Nếu mà cái hũ đó là cái nó đã có nguồn gốc rõ ràng rồi thì bao giờ cũng vậy, những cái nhà mà sản xuất người ta cũng làm theo một cái quy trình nó đảm bảo chất lượng, thì mình chịu khó về mình lấy cái muỗng mình vớt bỏ cái phần đó trên mặt đi, rồi mình đánh đều nó lên, con hửi nó còn cái mùi thơm thì nó là một cái hũ sản phẩm nó tốt. Như sản lượng của mình ở đây thì một năm được khoảng bao nhiêu tấn ạ, bán ra thị trường ạ cô? Khoảng 40 tấn 50 tấn. Người tiêu dùng thì muốn mua mắm ruốc Bà Ba thì mình sẽ mua ở những cái địa chỉ nào ạ? Tin tưởng ở cái sản phẩm của cô thì có thể là tới trên trung tâm thương mại Bà Rịa, hoặc là tới ngay ở chỗ cô, mua bao nhiêu cô vẫn bán hết. Còn nếu ở Đồng Nai thì cũng có những cái nhà phân phối ở trên, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có. Mua một cái hũ mắm như thế này về nhà thì mình sẽ chế biến như thế nào? Về mà kinh doanh đi thì có thể người ta dùng cái hũ mắm này nè, người ta làm bún bò quế, rồi bún riêu. Còn thí dụ như ở gia đình, con lấy tỏi, ớt, chanh, đường, con giã nhuyễn ra, con nặn thêm miếng chanh, con lấy cái muỗng con chích một miếng mắm vô, con đánh đều lên, rồi con có thịt ba chỉ nè, rồi măng, rồi rau sống, bánh tráng, con cuốn lại, chấm vô, thì con sẽ thấy cái vị của nó rất là ngon. Còn nếu mà ăn cơm đi, thì có thể là con dùng mắm này để kho măng, cuốn để lâu, thì có thể là mình mua thịt ba chỉ, về cái mình xào đi, rồi có ớt nè, xả nè, con trộn vô, rồi con lấy mắm, con bỏ vô con xào lên, cho nó keo lại, thì con có một cái hũ mắm xào.
thì có thể con để được khoảng cả tuần lễ 10 ngày. Như vậy là mắm ruốc của mình thì có thể sử dụng được rất là nhiều nè, nấu bún riêu, nấu bún bò, rồi xào thịt hoặc là quấn bánh tráng. Ồ, nhưng mà con thì con hay ăn mắm ruốc mà chấm với cốc ổi xoài thì cái vị của nó rất là ngon. Cậu mà thanh niên nam nữ á thì thích ăn chua, thì sẵn này là cô sẽ mời tụi con dùng thử cái mắm của cô. Đơn giản thôi, cô sẽ không pha chế bất kỳ một cái gì, rồi để con coi thử cái vị nó như thế nào. Nó có vị chua chua của xoài nè, vị cay cay của ớt, và đặc biệt là cái vị mắm của nó thì nó hơi mặn mặn và hơi ngọt ngọt, rất là tuyệt cô. Mắm ruốc mang đậm hương vị rất riêng của vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu.